Đại tiện là con đường mà thải phân lớn nhất của cơ thể. À, gọi là đại tiện là cái con đường mà thải độc lớn nhất của cơ thể của chúng ta. Thì hôm qua mình mới học đến phần chức năng gan rồi cả nhà, con nhớ không? Là gan nó sẽ tiết mật. Và những cái độc tố mà gan nó không thể biến thành cái dạng vô hại á, thì nó sẽ tìm cách tống xuất ra bên ngoài. Và nó sẽ tống xuất ra bên ngoài theo hai đường, đúng không ạ? Một đường là sẽ qua thận. Vậy thì những độc tố nào có thể tan trong nước á, thì nó đẩy ra thận. Nhưng những độc tố nào mà nó tan trong chất béo á, thì nó sẽ sử dụng thông qua mật, nó đẩy xuống ruột non, xuống ruột già rồi sau đó tống ra ngoài. Nên là cái việc đại tiện nó không có chỉ là đơn giản là mình kéo những cái gì ở cơ thể mình là ăn vào không hấp thu được, gọi là những cái rác thải của quá trình tiêu hóa là tống ra ngoài là một phần, nhưng mà đồng thời nó sẽ đưa theo cái độc tố mà đổ từ gan đi xuống ruột nữa, tống ra bên ngoài. Nên khi mà cả nhà biết là một người mà có cái tình trạng táo bón nghĩa là sao? Một người mà bị táo bón nghĩa là thay vì cái thùng rác nhà mình là mỗi ngày đi đổ, cái thùng rác nhà mình mấy ngày mới đi đổ, thì á là độc tố nó sẽ tụ lại trong đó rất là nhiều, và cả nhà sẽ thấy là gì ở trong đó rất là nhiều những cái vi khuẩn có hại nó sẽ phát triển và nó sẽ tạo ra thêm những cái độc tố mới nữa. À, và đường ruột của mình, ruột già thì lại có một cái cơ chế là gì ạ? Hấp thu ngược. Khi mà cơ thể mình mà có dấu hiệu thiếu nước thì cơ thể sẽ tận dụng tối đa cái lượng nước bằng việc là hấp thu ngược nước ở trong phân đi vào qua cái thành của ruột già và nó đưa lại vào máu để cơ thể của chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Thì cái việc mà độc tố nằm trong đại tràng mấy ngày mới tống ra bên ngoài thì nó sẽ làm là hấp thu ngược lại vào máu rồi nó lại chạy lên gan, rồi gan lại tìm cách xử lý đủ các thể loại, rồi không được thì tống ra bên ngoài, rồi là cái vòng tuần hoàn này lặp tới lặp lui. Và những người mà bị táo bón lâu ngày là chắc chắn là cái chức năng gan sẽ bị tổn thương, chức năng lọc chất độc sẽ bị tổn thương. Nên cái việc mà chúng ta có thể đi vệ sinh hàng ngày, mỗi ngày 1 đến 2 lần cực kỳ quan trọng với sức khỏe. Còn ai mà không làm được cái điều này chắc chắn là cái sức khỏe sẽ có vấn đề. Đó, nên là đầu tiên là gì ạ? Chất xơ là sẽ giảm táo bón ở trên cơ chế là gì ạ? Vừa thải độc nữa, nó thấp hấp thu cả cái chất độc nó kéo xuống phần đại tràng. Thêm nữa là gì ạ? Nó sẽ giúp là giữ nước ở trong phân, làm cho phân của chúng ta không có bị khô cứng quá và nó sẽ dễ dàng đi ra ngoài mà không có gây ra là gì ạ? Đau rát rách cái chỗ hậu môn của chúng ta, và có thể là lâu dài thì sẽ gây ra cái bệnh trĩ. À. Ok. Em Nhung ơi, Nhung có gửi link cho Minh Tâm không? Rồi đầu tiên là cái vấn đề đầu tiên là giảm cái khả năng là bị táo bón và làm sạch cái đại tràng của chúng ta, đó là đầu tiên. Cái thứ hai, cái vai trò khác của chất xơ đó là gì ạ? Nó sẽ làm giảm hấp thu, à không, làm chậm hấp thu tinh bột đường vào trong máu của chúng ta. Thì chúng ta biết rồi là cái trong chất xơ thì nó sẽ có là chất xơ tan này, chất xơ không tan này, và những cái thức ăn prebiotic là những cái lợi khuẩn. Thì lợi khuẩn thực ra nó là một cái dạng chất xơ tan thôi. Đó, thì cái chất xơ không tan với chất chất xơ tan thì nó có cái vai trò khác nhau không? Chất xơ không tan thì vừa rồi mình nói rồi đó, nó giống như là cái chổi, nó không hề hấp thu, nó không tan được nên nó đi trong cái đường ruột của chúng ta, là nó giống như cái chổi vệ sinh, rồi nó tạo cái khối cho phân, nó làm cho cái phân chúng ta đủ lượng để chúng ta tổng xuất ra bên ngoài. Còn cái chất xơ tan thì lại có một cái vai trò khác, thì chất xơ tan nó tan vào nước, nó sẽ tạo thành một dạng sệt, tạo thành một dạng sệt và nó sẽ nằm ở trong cái đường ruột của chúng ta. Như vậy nó sẽ làm gì ạ? Đường nó sẽ cản trở đường vào máu nên đường vào máu từ từ. Còn nếu mà khi mà không có cái lớp chất xơ tan này này thì đường sẽ vào máu rất là nhanh chóng và nó sẽ làm đường huyết của chúng ta tăng nhanh. Nên những cái thực phẩm nào cả nhà thấy mà ít chất xơ là sẽ có là chỉ số đường huyết cao. Ví dụ như Lâm nói là cái cơm á, cơm mà nấu từ gạo trắng, cơm nấu từ gạo lứt, thì gạo trắng chỉ số đường huyết của nó có thể khoảng 80, nhưng mà gạo lứt thì chỉ số đường huyết có thể khoảng tầm 50 mấy thôi. Vì sao nó khác nhau như vậy? Bởi vì nó có chất xơ. Đó. Và chỉ số đường huyết là cái gì? Đó là gì ạ? Cái việc mà đường nó tăng lên trong máu như thế nào sau khi mình chúng ta ăn cái loại thực phẩm đó vào. Rồi, vậy á thì mình sẽ thấy là chất xơ này rất quan trọng đối với đối tượng nào cả nha. Cực kỳ quan trọng luôn, là sống còn của một số cái đối tượng đó là đối tượng nào ạ? Từ cái công dụng này.
Rồi, chính xác luôn, tiểu đường. Trước tiểu đường là cái đối tượng nào ạ? Trước khi mà chuyển thành tiểu đường thì mình trải qua một giai đoạn. Giai đoạn nào ạ? Anh cứ nói là béo phì, đúng rồi, thường trước khi táo, trước khi tiểu đường thì cũng bị béo phì, nhưng mà nhiều người gần cây vẫn tiểu đường. Trước khi mà chuyển thành tiểu đường thực sự thì sẽ trải qua một giai đoạn gọi là rối loạn đường huyết. Khi kiểm tra thì thấy đường huyết hơi tăng so với người bình thường. Đó, nhưng mà chưa có chuyển thành tiểu đường thì là rối loạn đường huyết nha. Rồi, đó là cái công dụng tiếp theo của chất xơ. Và hồi nãy là có một bạn chia sẻ đó là gì ạ? Nó sẽ làm giảm hấp thu cholesterol vào trong máu. Nhưng mà hôm nay là làm đính chính nha. Không phải cholesterol, mà chất béo tốt nó cũng sẽ cản trở bớt đấy. Nên là nói chung là chất béo. Vì vậy là mình sẽ thấy là cái gì ạ? Cái viên omega 3 của Nutrilite á thì không nên dùng chung với chất xơ. Cả nhà nhớ nha. Viên omega 3 thì không nên dùng chung với chất xơ, bởi vì á là chất xơ này có thể là làm giảm cái sự hấp thu omega 3 vào trong cơ thể của chúng ta nha. Đó thì chúng ta sẽ thấy là cái việc mà nó làm giảm cái sự hấp thu chất béo này nó rất tốt với một số cái đối tượng. Cả nhà liệt kê ra những cái đối tượng như thế nào thì chúng ta nên hạn chế bột chất béo ạ. Hồi nãy anh cứ có nói là đầu tiên là cái đối tượng béo phì là chính xác nha. Còn cái nhóm nào không ạ? Tiểu đường, đúng rồi, nhưng người tiểu đường là cũng rối loạn chuyển hóa đạm đường béo này, nên là người ta cũng là phải hạn chế cái phần mà hấp thu những cái chất béo xấu vào trong máu. Còn cái nhóm nào khác không ạ? Nhóm nào cần phải hạn chế chất béo cả nha? Những người mà bị mỡ máu. À, chính xác bạn Hoàng nói là gan nhiễm mỡ. Mỡ máu, gan nhiễm mỡ là những cái nhóm này thì sẽ rất là cần chất xơ nha. Rồi. Đó là những cái công dụng chính nè. Tiếp theo đến những cái công dụng này là nó liên quan đến cái tác dụng hồi nãy bạn Lan nói. Ví dụ như nó có thể phòng ngừa các loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Đó là cái vai trò của chất xơ nha. Đồng thời là khi mà đường ruột của chúng ta sạch và cơ thể của chúng ta giảm cái độc tố thì nó liên quan đến hầu hết các loại ung thư khác, chứ không chỉ đơn giản là ung thư đại trực tràng đâu. Nhưng mà trực tiếp nhất là khi mà cái đường ruột của chúng ta mất thì cái đại trực tràng là cái thằng mà nó chịu hậu quả trực tiếp, còn những cái cơ quan khác là nó sẽ chịu hậu quả và là liên đới ha. Rồi tiếp theo nữa, khi mà chúng ta thải độc được thì nó rất tốt cho cái đối tượng nào ạ? Mụn. Các bạn mà bị nhiều mụn đấy, cơ thể mà nhiều độc tố và nhiều mụn đấy thì chất xơ này rất là tốt nha, sẽ hỗ trợ cải thiện cho những cái bạn mà bị mụn như vậy. Cham mà gan, chính xác luôn. Chủ trì ơi, Sơn ơi, Sơn tắt mic dùm của chị Tân với là của chị Bùi Nga. Ok. Đó thì chúng ta sẽ thấy là nó thải độc nên là nó có hỗ trợ rất tốt cho những cái tình trạng đó, những cái gì mà liên quan đến độc tố á. Rồi, ví dụ như là mụn nhọt chẳng hạn á, thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt ha. Rồi, tiếp theo là giờ những người mà có những cái vấn đề liên quan về đường tiêu hóa, ví dụ như hay bị đầy hơi chướng bụng này, ăn uống không tiêu này, rồi hay bị chột bụng chẳng hạn, thì đó là những cái vấn đề mà liên quan đến độc tố trong đường ruột. Và một cái đường ruột không khỏe mạnh thì chúng ta biết rồi là trong đường ruột của chúng ta là có những cái người bạn đó không ạ, những người bạn ở trong đường ruột đó chính là các cái loại vi khuẩn có lợi. À, và chất xơ nó rất quan trọng ở chỗ là nó cung cấp thức ăn cho những cái lợi khuẩn ở trong đường ruột của chúng ta ha, thì nó giúp cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột, thì nó sẽ phòng tránh được rất là nhiều những cái bệnh nhiễm khuẩn liên quan về đường ruột này, và những cái bệnh gì nữa liên quan đến cái sự suy giảm và sức đề kháng. Tại vì là phần lớn các cái tế bào miễn dịch, 70% tế bào miễn dịch sẽ nằm ở trong đường ruột, nên khi mà đường ruột khỏe mạnh thì nó sẽ giúp nâng cao sức đề kháng của chúng ta. Đó là những cái vai trò của chất xơ đối với sức khỏe.
Vậy thì một ngày là ăn bao nhiêu cái chất xơ là đủ? Tổng kết lại nha, những đối tượng như thế nào nha, tiểu đường này, rối loạn đường huyết này, rồi như thế nào ạ, thừa cân béo phì gan nhiễm mỡ máu nhiễm mỡ này, những cái người gặp phải những cái rối loạn về đường tiêu hóa này, rồi là những người gì ạ, bị táo bón này, đi lỏng này, rồi là gì, những cái bệnh liên quan về đường ruột giống như là đại tràng kích thích này, rồi những cái bệnh giống như polyp này, polyp đại tràng, rồi những cái bệnh lý giống như trĩ này, thì sẽ rất là cần chất xơ. Ở bên viện dinh dưỡng á, người ta hướng dẫn đó là một ngày bây giờ để ăn đủ các cái vi chất dinh dưỡng thì phải ăn tới vài rổ rau củ quả lần, chứ không phải là ăn giống như khuyến nghị ngày xưa là gì ạ, 420 đến 700 gram rau với trái cây đâu. Đó thì á, thực sự là bình thường chúng ta cũng ăn khá nhiều chất xơ, nhưng chúng ta không có đầy đủ về cái chất lượng, có nghĩa là sao ạ, trong chất xơ thì mình cần cả chất xơ tan, chất xơ không tan. Thì bình thường ví dụ như những cái loại mà chất xơ mà không tan thì thường nó có trong những cái loại mà gọi là rau già, hoặc là nó có ở ngoài cái lớp vỏ ở ngoài của các cái loại ngũ cốc, các loại hạt đó. Thì ngày hôm nay chúng ta ăn là gạo trắng rồi, nó tinh luyện hết rồi. Còn những cái loại ví dụ như yến mạch hay đậu đỗ chúng ta không ăn thường xuyên, nên thực sự cái lượng chất xơ nó có thể thiếu ở trong cái chế độ ăn. Và một ngày á, thì một người trưởng thành thì sẽ cần khoảng tầm là cỡ 20 đến 30 gram chất xơ, 20 đến 30 gram chất xơ ha. Đó thì nó phải cần đầy đủ là cả cái nhóm xơ tan và nhóm xơ không tan. Thì á, bây giờ cái khẩu phần ăn rau và trái cây của mình là phần lớn người trên thế giới đều thiếu hết, 75% là thiếu, nên khả năng là thiếu chất xơ rất là cao, và nó sẽ ảnh hưởng đến một số vấn đề mà cái này là nói đó. À, cho nên là mình có thể là có một cái giải pháp để bổ sung chất xơ một cách tiện lợi. Thì ở đây là mình sẽ có là cái viên chất xơ của Nutrilite ha. Một cái viên chất xơ như thế này này, thì nó cung cấp cho mình là đầy đủ cả chất xơ tan, chất xơ không tan, và trong đó là trong cái chất xơ không tan thì nó có cái đường phos, là đó chính là thức ăn của lợi khuẩn. Thì đây là một cái viên chất xơ như thế này, là nó tổng hợp từ 10 13 loại rau củ quả khác nhau. Thì ở đây là có thể liệt kê một vài loại cho cả nhà mình biết này. Và mình thấy là một ngày để ăn đủ nó rất là khó. Thứ nhất là xơ của cây đường mía, rồi xơ của yến mạch, rồi là xơ của acerola cherry, xơ của lúa mì, xơ chanh, xơ đậu nành, rồi xơ của cây xương rồng nữa, rất là đặc biệt đúng không ạ, rồi xơ táo, rồi xơ của lúa mạch, xơ đậu Hà Lan, xơ cà rốt. Và trong đây là có cái đường phos, là một cái loại chất xơ tan, đó chính là thức ăn của những cái lợi khuẩn ở trong đường ruột của chúng ta. Thì chỉ vì thông qua một viên như thế này thì chúng ta đã cung cấp được cho mình là đầy đủ các cái loại chất xơ cho cơ thể. Thì Lan là cũng là một cái người rất là hảo rau, nghĩa là mình ăn rau rất là nhiều, và có những cái ngày rau với trái cây là Lan cũng ăn trên nửa ký là bình thường. À, tuy vậy mình vẫn gặp cái khó khăn trong vấn đề là mình đi cầu. Đó, ngày xưa thì mình đã bị táo bón khoảng tầm là 7 năm, và khá là nặng, có nghĩa là có thể là một tuần mình chỉ đi vệ sinh một lần thôi. Và có những lần thực sự là ở trong toilet, đó là một cái nỗi mà thống khổ của những người bị táo bón đó. Người nào trải qua thì mình sẽ biết thôi. Đó, và khi đó thì mình sẽ thấy các cái tình trạng đó là gì ạ? Da của mình thì nó xám xịt lại, rồi là nó sẽ bắt đầu nó nổi mụn, rồi mình gặp những cái vấn đề về đầy hơi, trướng bụng, nó khó chịu, và sau đó là gì ạ, đỉnh điểm là nó tổn thương lên cái lá gan. Anh ơi, cứ 7 ngày anh đi một lần đi là anh biết ngay, anh tưởng tượng nổi là cái cục phân lúc đó nó như thế nào, là không thể nào đi ra ngoài bằng một cách tự nhiên được. Người nào mà để 7 ngày táo bón là sẽ biết ngay đó. Thì khi đó nó bắt đầu có những cái tổn thương lên lá gan, là mình bắt đầu là cảm thấy bị ngứa, và ngứa 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 rất là ngứa dữ dội trong vòng 2 năm. Thì đó là cái kết quả sau 7 năm mà mình bị táo bón á, thì nó bắt đầu tổn thương lên lá gan như vậy đó. Thì Lan thấy là bản thân mình nha, ăn rất nhiều rau nhưng mà đi vệ sinh vẫn khó khăn, nhưng nếu một ngày mà nhai 2 viên chất xơ thì mình sẽ đi vệ sinh rất là bình thường, rất là dễ dàng. Đó là cái điểm đặc biệt, mặc dù á, có thể là mình ăn cái lượng rau nhiều như vậy thì lượng chất xơ nó nhiều hơn, nhưng mà nó lại không đầy đủ các cái nhóm chất xơ khác nhau, và dẫn đến là cái việc mà tạo khối phân thì nó vẫn không có tốt, mà mình vẫn đi ra ngoài mình vẫn rất là khó khăn. Đó là cái cảm nhận về viên chất xơ. Và Lan thấy những cái người á, mà người ta bị vấn đề về tiểu đường mà một ngày người ta có bổ sung được thêm 2 viên chất xơ á, thì nếu những cái giai đoạn mà tiểu đường mới, người mới bị tiểu đường mà đường huyết gọi là chưa có bị quá cao á, chưa có thành là mãn tính lâu dài á, thì khi mà mình sử dụng cái dinh dưỡng kết hợp với có 2 viên chất xơ thì đường huyết chỉ sau có thể là 1 đến 2 tháng nó tự động nó sẽ điều chỉnh lại với cái mức bình thường. Hiển nhiên là mình có dùng thêm những cái dinh dưỡng khác nhé, nhưng mà trong đó đối với người tiểu đường thì cái viên chất xơ là cực kỳ quan trọng luôn.
Và ví dụ như những cái người mà họ bị cái tình trạng giống như bị gút chẳng hạn, hay là mỡ máu á, thì sử dụng viên chất xơ kết hợp với viên omega 3 thì cũng sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt. À. Thì ở đây ví dụ như anh Tân anh cũng có cái kinh nghiệm về bệnh nhân bị gút đó. Khi bị gút thì mình sẽ hỗ trợ một vài thứ, ví dụ như là mình có thể hỗ trợ protein nè, thay bột đạm động vật bằng protein thực vật nè. Rồi mình có thể là bổ sung thêm là viên gan nè để cải thiện chức năng gan. Rồi mình bổ sung thêm cái viên chất xơ thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt đối với những người mà bị bệnh gút ha. Và tốt nhất thì mình nên có thêm cái viên là omega 3 nữa. Đó chính là một cái giải pháp cho những người bị bệnh gút. Thì khi mà người thân của bên gia đình của anh sử dụng theo cái hướng dẫn chỉ trong vòng khoảng một tháng hơn một tháng thôi, thì các cái chỉ số là mỡ máu và axit uric nó hạ xuống như người bình thường. Đó là cái kết quả rất là tuyệt vời từ cái Nutrilite của mình nhá. Rồi. Vậy thì á, những cái đối tượng nào mà sẽ thường cần chất xơ, thứ nhất là cả nhà thấy là có trẻ con, nó có những cái nhóm là nó không thích ăn rau, nó không thích ăn rau hoặc là nó ăn ít trái cây á, thì khả năng thiếu hụt chất xơ rất là cao. Có nhiều em bé chỉ có ăn cơm với là thịt cá thôi, hoặc là ăn cơm nước tương gì đó, rất là nó cũng là cũng tùy bé, nhưng mà thường trẻ con thì nó cũng không thích ăn rau đó. Thì khi đó thì mình hoàn toàn có thể là bổ sung cho bé là một ngày ví dụ nửa viên đến một viên chất xơ như thế này, thì sẽ giúp cho cái hoạt động ở trong cơ thể và cái việc thải độc cho em bé nó tốt hơn đó. Đó là cái nhóm đầu tiên là ăn thiếu rau và chất xơ. Có rất nhiều người lớn người ta cũng không thích ăn rau và chất xơ đâu. Rồi cái nhóm thứ hai là những cái nhóm mà cần hỗ trợ đặc biệt, đó là những cái rối loạn về tiêu hóa này, rồi những người bị tiểu đường hoặc là rối loạn đường huyết này, những cái nhóm thừa cân béo phì này, rồi những cái nhóm mà mỡ máu gan nhiễm mỡ, thì những cái đó là cái đối tượng hoặc là cái cơ thể độc tố nhiều dễ bị mụn chẳng hạn, thì mình có thể hỗ trợ thêm cái chất xơ. Và nếu mà mình áp dụng với cái phương pháp thải độc Gerson nữa thì đó là một cái giải pháp là rất là hoàn mỹ về sức khỏe ha. Đó là phần chia sẻ về viên chất xơ. Cái viên chất xơ này thì nó có một cái minh họa, đó là minh họa với cái mình dùng dầu ăn á, để mình thấy được cái việc là chất xơ nó sẽ giúp là sao ạ, nó bao những cái hạt dầu và nó sẽ kéo hạt dầu ra khỏi ruột của mình như thế nào, nó làm giảm cái sự hấp thu của những cái chất béo. Thì ngày hôm nay thì Lan Lan cũng không có mang theo dụng cụ, đang ở Bình Thuận nó không có tiền lắm, thì mình hẹn là mình sẽ về Sài Gòn thì ngày mai Lan sẽ minh họa lại cho cả nhà mình xem cái minh họa của chất xơ nha. Rồi cả nhà mình có cái vấn đề gì liên quan về viên chất xơ thì mình có thể hỏi nha. À, Bần Sơn nói là cái cục phân tổ lộ đâu. Nên mấy người bị táo bón á, nó tính khí nó khó chịu, độc tố trong người nó nhiều, với là sau này nguy cơ bị ung thư nó cũng cao lắm. Nên ai mà bị vấn đề liên quan về táo bón thì cố gắng để mà cải thiện nhá. À, Văn Hoàng nói trước đây cũng ngứa, nhờ thải độc mà hết ngứa này. Đấy là cũng cái vấn đề liên quan với lá gan ha. Độc tố trong cơ thể. À, và mình cũng có thể là so sánh thử về cái giá cả sử dụng này. Một viên như thế này á, thì giá của nó khoảng tầm cỡ 13.000 đồng. Và bây giờ nếu mà mình đi mua về 13 loại rau củ quả khác nhau mình dùng á, thì Lâm nghĩ là cái chi phí tốn hơn rất là nhiều. Nên là bình thường là có thể là mình không có đủ thời gian cũng như là tốn kém về tiền bạc để mình có thể sử dụng cái mua các loại rau củ quả như vậy, thì mình hoàn toàn có thể là bổ sung thêm viên chất xơ. Hoặc là khi nào mà mình thấy mình ăn thiếu rau củ quả thì mình hãy tăng cường thêm viên chất xơ, chứ mình cũng không nhất định là phải dùng liên tục ha. Nếu mà uống các chất xơ với omega 3 về trộn body kia với chất xơ chung cũng rồi cũng phải cách ra luôn hả chị? Em ơi, ở một cái chức một cái gọi là sao à, một cái mức độ nào đó thôi, mình không thể nào đòi hỏi cái sự tuyệt đối được, bởi vì trong bữa ăn của mình chắc chắn là sẽ có cả chất xơ và chất béo. Nên đối với ví dụ như là cái gói body kia, trong body kia thì nó cũng có một số cái loại chất béo cần cho cơ thể, thì với một cái hàm lượng như vậy và mình dùng với cái lượng chất xơ ở bình thường trong chế độ ăn đó, thì nó vẫn là ok nha. Nhưng mà khi mà mình dùng cái viên chất xơ này này với cái hàm lượng chất xơ cao á, thì mình nên đó là mình sử dụng, nếu mà có dùng omega 3 là chất béo rất là cần thiết đúng không ạ, thì mình nên cắt ra. Còn nếu mà mình dùng chung với những cái thức ăn khác á, thì mình không thể nào đòi hỏi cái sự tuyệt đối được đâu, thì mình chỉ cần phiên phiến thôi, thì mình dùng như vậy nó vẫn đạt được cái hiệu quả rất là tốt nha. Còn á, đối với những cái người mà bị thừa cân, những người bị thừa cân hoặc bị tiểu đường, thì mình khuyến khích đó là nên sử dụng chất xơ là trước bữa ăn. Bởi vì sao ạ?
mình dùng chất xơ trước bữa ăn như vậy á, thì á, cái quá trình mà mình ăn nó sẽ làm chậm cái sự hấp thu cái bột đường vào, và nó làm giảm cái sự hấp thu chất béo thì sẽ tốt với những cái nhóm thừa cân béo phì, mỡ máu gì đấy. Còn những cái người mà ví dụ như mình muốn làm sạch đường ruột để cho mình hấp thu dinh dưỡng tốt, và mình giúp cho những cái chuyển hóa trong cơ thể mình tốt, mình giúp cho cái hệ tiêu hóa mình tốt, thì mình có thể là dùng cách cái bữa ăn ra chút xíu. Ví dụ như chất xơ này, buổi sáng mình ngủ dậy một cái đó, buổi sáng là một thời điểm rất tuyệt vời, mình nhai một chút chất xơ, mình uống một ly nước lớn, rồi mình làm cái gì thì mình làm. Và nếu mà một ngày dùng 2 viên thì có thể mình dùng 1 viên là trước khi đi ngủ. Nếu mà với những cái người này không bị tiểu đường, không bị mỡ máu, thì mình không bị béo phì thì mình có thể dùng như vậy. Còn đối với những cái người mà có vấn đề thì mình nên dùng trước bữa ăn để làm giảm cái sự hấp thu của chất béo, và gọi là sao ạ, làm chậm cái sự hấp thu của cái chất bột đường. Cách dùng nó sẽ khác nhau tùy theo đối tượng nhé cả nhà. Nhưng mà omega 3 với là chất xơ thì mình nên tách ra nha. Công ty dặn rất rõ ràng á, omega 3 chỉ có một cái là nó kỳ á, là kỳ chất xơ thôi. Rồi. Cả nhà mình còn có cái câu hỏi gì không? Vậy thì những cái người mà thường xuyên ăn thịt mà không chịu ăn rau thì vấn đề cơ thể nó sẽ như thế nào? Thứ nhất là cơ thể của chúng ta là một cái khối axit, cơ thể sẽ bị axit hóa. Bởi vì thực sự cái sự phản ứng gọi là trong cái chuyển hóa tự nhiên trong cơ thể nó đã gây ra axit rồi. Mà nếu những cái thực phẩm mình ăn là động vật nữa thì nó càng axit nữa. Nên là cơ thể mình nó sẽ mắc phải những cái hội chứng viêm mãn tính. Và nó viêm là nó viêm ở trong cái tế bào của mình. Nên đôi khi nó không biểu hiện ra bên ngoài đâu, nhưng mà chúng ta sẽ thấy những người bị thừa cân béo phì chẳng hạn và có tỷ lệ chất béo cao á, thì người ta là thường xuyên là dễ bị cái chỗ này chỗ khác, viêm cái chỗ này viêm chỗ khác. Rồi bạn Yến nói chính xác á, khi mà độc tố nhiều á là đánh rắm nó cũng hôi nè, đi phân nó cũng hôi nè, và thậm chí là gì ạ, cái mùi hơi thở của mình cũng có thể hôi, và cái mùi mồ hôi của mình nó cũng sẽ hôi. Nên là cả nhà để ý những cái người mà họ ăn cái chế độ ví dụ như thực vật không á, là ít khi bị mùi cơ thể lắm. Nhưng mà những người mà ăn động vật nhiều là mình sẽ thấy có thể là cơ thể của họ sẽ có cái mùi nặng hơn á. Rồi anh cứ nói là nhai ngon như bánh in vậy đó. Ừ, đang thấy viên chất xơ nhai cũng ngon, nó có vị hơi hơi ngọt ngọt chua chua. Đó là mình có vị cam, vị táo thì ở trong đó, nó có cái vị đó. Thì mình ăn thấy cũng dễ chịu, nhưng mà nhớ là viên chất xơ mà nhai rồi thì phải uống với một ly nước lớn nha. Nếu không là mình một lát mình thử mình nhai đi khô cả cổ luôn. Tại vì chất xơ nó cực kỳ hão nồng nước luôn. Và nếu mà mình dùng chất xơ mà mình dùng không đủ nước là cơ thể mình có thể nó bị nóng. Hoặc là dùng chất xơ mà thiếu nước nữa là còn có khi là còn bị bón nữa. Nên bình thường nhai một viên chất xơ như vậy á, thì mình sẽ dùng chung với khoảng tầm cỡ là nếu uống được thì cứ uống 300 đến 500 ml nước nha. Còn nếu mà uống không nổi thì ráng uống 200. Ở đây có những ai mà đã từng bị táo bón mà nhờ viên chất xơ cải thiện chưa ạ? Bị táo bón hoặc là bị trĩ. Rồi bạn Hoàng ghi danh. Phụ nữ thường hay gặp vấn đề về táo bón hơn là đàn ông. Em yên luôn. Bởi vậy mấy người ông bị táo bón là không ông nào có gan tốt hết trơn á. Rồi. Anh cư cũng là nạn nhân của bệnh về đường ruột đúng không ạ? Ngày 2 viên. Cả nhà biết mà nếu mà mình có thể trộn xay trộn chất xơ vô trong protein trộn với body key gọi là cái happy meal của mình nhé, là cái hiệu quả cực kỳ tốt. Nó vừa có một cái lượng chất xơ cân bằng, nó kết hợp với những cái chất dinh dưỡng khác nữa. Thì mình ngày xưa mình để ý là chỉ cần mà dùng một ngày khoảng tầm vài thìa, ví dụ như 3 4 thìa thôi, thì cái khối phân của mình ra rất là đẹp, nên màu sắc nó cũng đẹp. Và cái liên quan về cái vấn đề đi vệ sinh nhé, thì là cũng nói lại một lần nữa, đó là gì ạ, tiêu chuẩn vệ sinh 5 sao. Tại vì cái phần của mình nó thể hiện cái tình trạng sức khỏe rất là quan trọng luôn. Thì cái tiêu chuẩn vệ sinh 5 sao là một người mà đi phân như thế nào á là chuẩn, là tốt, là cơ thể nó sẽ đỡ cái tình trạng tích tụ độc tố. Thứ nhất là cái màu sắc,
Màu sắc của phân đó là nó sẽ từ vàng đến hơi vàng nâu, đó là chính là màu của cái sắc tố mật đó, màu của sắc tố mật nha, vàng đến vàng nâu. Và thứ hai là cái hình dạng, cái hình dạng nó sẽ có hình dạng là giống như quả chuối. Và cái độ độ nặng của phân đó, phân mà nhẹ quá thì không tốt, phân nhẹ quá là phân nó khô đó, nên là cái phân mà khi mà mình đi cầu xuống đó, thì nó nổi lên bệnh nó cũng tốt đâu, nó phải chìm xuống. Rồi như thế nào nữa, cái mùi, mùi thì nó ít thôi, không phải nó thơm mà nó ít thôi, đúng không ạ? Và cái thời gian đi đó là mình đi nhanh, đây là chính là tiêu chuẩn vệ sinh 5 sao ha. Mình chú ý những cái điều này để mình coi thử là đánh giá cái tình trạng đường ruột của mình. Và một ngày cái tần suất đó, là một ngày sẽ đi 1 đến 2 lần, và có một số người thì họ ăn ít, có thể là 2 ngày họ mới đi 1 lần, nhưng mà cái phân của họ vẫn đẹp giống như vậy, thì vẫn không có đánh giá là người đó bị táo bón nha. À, anh Cư nói là ngày uống 2 body kia cũng rất là êm. Đây là cái kinh nghiệm của anh Cư. À, vậy cả nhà có biết là trong cái gói body kia nó có mấy gam chất xơ không? Cái lượng chất xơ ở trong cái gói body kia nó cao hơn 1 viên chất xơ. Nhưng mà cả nhà biết không ạ? Cái viên chất xơ mặc dù hàm lượng nó không cao đây nè, hàm lượng viên chất xơ là nó có 750 mg chất xơ. Trong đó là có là 200 mg xơ tan, 250 mg xơ không tan và 250 mg đường phos. Thì hàm lượng chất xơ ở trong một cái viên này thực sự là nó không có nhiều đâu, nó không bằng một gói body key. Nhưng mà Lan cũng hỏi công ty rồi, sao gói body key nó cao hơn vậy? Vậy thì bây giờ mình thay vì mình nhai nhai viên chất xơ, mình uống gói body key nó có hết, nó tốt hơn hay không? Thì công ty nói nó khác là gì ạ? Nó khác về cái chất lượng. Cái chất xơ vào trong body kia á, là chất xơ tan, còn ở trong cái viên chất xơ á, là vừa tan vừa không tan, vừa là chất xơ gọi là prebiotic, là thức ăn của lợi khuẩn đó, nên khác về cái vấn đề là sự đa dạng của các loại chất xơ, về cái chất lượng của cái chất xơ. Còn về hàm lượng á, thì cái gói body kia lại cao hơn rồi ha, đó là sự khác biệt. Cho nên là nếu mà gặp vấn đề về đường ruột gì đó thì mình vẫn có thể là hỗ trợ cái viên chất xơ rồi. Hoặc là ví dụ như những cái người mà bị tiểu đường hay bị mỡ máu gì đó thì mình đều vẫn có thể hỗ trợ cái viên chất xơ rồi. 5 gram. Còn cái vấn đề gì về về viên chất xơ nữa không cả nhà? Mình đã từng gặp những cái em bé mà nó sơ sinh mà nó bị táo bón chưa ạ? Nếu mà em bé sơ sinh mà bị táo bón thì cần quan tâm đến giờ thức ăn của người mẹ. Có thể là thức ăn của người mẹ, thứ nhất là cơ thể người mẹ có bị thiếu nước hay không. Rồi trong cái thức ăn của người mẹ nó có đủ các cái vi chất dinh dưỡng hay không. Tại vì khi mình thiếu vi chất đó, có khả năng là nó nóng, người ta nói là sữa nóng đó, thì sẽ làm cho em bé, tại vì giai đoạn sơ sinh là trong 6 tháng đầu tiên á, thì mình vẫn chưa uống nước, mình chỉ uống sữa thôi, mình hoàn toàn là trẻ bú bằng sữa mẹ, nên nó là cái lượng nước đủ thì cũng từ sữa mẹ mà ra, và các cái chất dinh dưỡng cũng từ sữa mẹ luôn. Nên là những cái em bé mà sơ sinh như vậy mình cũng chưa có sử dụng chất xơ được, mình chưa sử dụng chất xơ được đó, thì tại vì cái chất xơ mà chất xơ không tan á, nó có một cái độ cứng của nó, thì nó khi mà cái đường tiêu hóa của em bé nó quá non á, thì nó sẽ không có thích hợp. Với những em bé này thì mình cải thiện thêm cái sức khỏe đường ruột là bằng probiotic thôi. Còn chất xơ thì mình sẽ sử dụng cho những em bé mà nó lớn hơn, ví dụ như trên 1 tuổi đi, thì mình cũng có thể là cho một ít một phần cái viên xơ rồi mình nghiền, mình trộn cơm trộn cháo gì đó. Nhưng mà những cái em mà dưới mới có mấy tháng tuổi thì là không nên, hoàn toàn là chưa có nên sử dụng cái viên chất xơ của mình nha. Ok. Cả nhà nếu mà không có cái câu hỏi gì về chất xơ thì mình có thể giao lưu thêm những cái vấn đề khác nha. Những cái vấn đề khác liên quan về sức khỏe và dinh dưỡng thì mình cũng có thể đặt câu hỏi luôn. À, chị, em có gặp cái trường hợp như thế này khi em nhai chất xơ này. Ví dụ em nhai chất xơ mà lúc mà đói á, tại vì em hồi trước đó là lúc mà em biết cái Nutrilite á, là em có vấn đề về bao tử. Và khi em nhai chất xơ mà bị đói là em có bị sót bao tử á, sót dạ dày á. Đúng rồi, đúng rồi. Mình cứ tưởng tượng như thế này này,
dạ dày của mình nó đang có một vết viêm, là tế bào đó nó đang có tổn thương đúng không, mà cái viên chất xơ nó giống như cái chổi á, nó cứ quét tới quét lui trong cái dạ dày, tại vì á khi mà vào trong dạ dày của mình nó sẽ có cái quá trình nhào trộn, mà chất xơ, cái chất xơ không tan đấy á là nó cứng mà, nên nó sẽ có cái sự cò quẹt vào cái thành dạ dày, nên mình phải coi thử cái mức độ mà tổn thương mà nhạy cảm của dạ dày mình cứ dùng đi, nếu mà mình nhai mình cảm thấy ổn thì thôi, còn nếu mà mình cảm thấy không ổn là mình phải kiếm cái gì mình xơi trước rồi sau đó mình hãy nhai chất xơ sau. Thì dạ dày á, nó rất yêu thích những cái thứ mà mềm, và dạ dày á, là ưa ngọt, nên là cái nhóm tinh bột đó, dạ dày rất là thích đó. Ví dụ mình có thể là nhai cơm hay gì đó tạo thành một cái lớp tráng, hoặc là mình uống protein đi, em có thử là uống protein trước chưa rồi sau đó là em nhai chất xơ thì em sẽ À, thấy là uống protein nếu cũng lâu lâu em có gặp một cái trường hợp là cũng chính cơ thể của em luôn, có nghĩa là có những lúc em uống protein mà khi mà em có hơi sót bụng xíu xíu á thì em thà protein em uống, hoặc là em đói á em uống protein thì em lại càng sót bụng hơn và rất là khó chịu luôn. có ai có tình trạng nó giống như bà Yến không cả nhà ơi, đang sót ruột mà uống protein bị sót ruột hơn đó, mình có tình trạng như vậy không? Nói chung là thấy như tình trạng như vậy cũng rất là ít gặp, nhưng mà hiển nhiên mỗi người nó có một cái cơ địa đặc thù, cho nên ví dụ như nếu mà em cảm thấy khó chịu như vậy em nên ăn kết hợp một ít tinh bột, dạ dày thích ngọt nha cả nhà, nên ví dụ như là mình ăn một ít tinh bột, ví dụ như cơm hay gì đó, bánh mì gì đó, mình nhai nhai nát nó tạo thành một cái lớp tráng như vậy, rồi sau đó mình sử dụng các cái dinh dưỡng là nó ok. À, mình cứ tùy theo cái cơ thể của mình, và nó cũng chỉ kéo dài trong một cái giai đoạn ngắn khi mà cái tổn thương đó nó còn đang ở đó, và khi mà mình đã đủ cái dinh dưỡng để mình phục hồi một thời gian rồi thì mình dùng bình thường. Rồi anh cứ nói là dùng protein sô cô la đúng thôi, mình có thể thay qua protein sô cô la ha, tại có một vài người có lẽ là thiếu cái, khi mà dạ dày nó có vấn đề nó còn thiếu cái enzyme á, nó tiết thiếu cái men pepsin để mà tiêu hóa cái protein á, thì có thể là mình sẽ cảm thấy là uống protein vô nó hơi nê nê, thì nó cũng tùy người, nhưng mà nếu mà mình gặp phải tình trạng mà uống vô mà nó hơi nê nê á, thì mình có thể là thay bằng protein sô cô la ở giai đoạn đầu tiên để mà mình dạ dày nó thích ngọt mà, thì mình vừa có đạm mình vừa có cái chất tạo ngọt nhưng mà tốt cho sức khỏe, thì mình dùng như vậy trong cái giai đoạn đầu tiên. Khi mà dạ dày đỡ rồi thì mình có thể chuyển qua mình dùng protein trắng thôi. Cả nhà dùng dinh dưỡng hay là tư vấn về dinh dưỡng còn gặp cái vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì thì ngay đi ngủ sớm tốt cho lá gan, không qua ngủ trễ.